Kính thưa quý vị, trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ, bản lĩnh, một nhân cách lớn và nghĩa tình đã ngừng đập vào ngày 19 tháng 7 năm 2024. Như Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhận định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, ngọn cờ lý luận của Đảng, người học trò xuất sắc không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi đã để lại niềm thương tiếc khôn nguôi cho nhân dân cả nước, trong đó có người dân Đà Nẵng. Đây là những hình ảnh ghi lại kỷ niệm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng cách đây vừa tròn 10 năm. Đó là năm 2014 khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Lúc này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn công tác trung ương kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn theo tinh thần nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 20 của Đảng bộ thành phố và các nghị quyết kết luận của Trung ương. Tại đây, với sự tận tâm, trách nhiệm, với sự tỉ mỉ, chu đáo và tình cảm yêu quý dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng, đồng chí đã có những chỉ đạo sát sao, chỉ ra những mặt mạnh, yếu mà Đà Nẵng cần khắc phục để tiếp tục phát triển. Nói Đà Nẵng là phải thừa nhận là năng động, sáng tạo, mạnh dạn, quyết liệt. Đà Nẵng vừa qua có một cái bước phát triển nhanh và khá toàn diện, có dấu ấn rõ rệt. Người ta gọi là có thương hiệu Đà Nẵng rồi đấy, mà xây dựng được thương hiệu là khó lắm. Tôi nhận thấy Đà Nẵng còn tiềm năng rất lớn và nguồn lực còn nhiều. Tiềm năng về thiên thời, địa lợi, nhân hòa, còn nguồn lực về cả nhân tài, nhân lực, nguồn lực, tài lực. Nó nhiều thứ lắm chứ đâu phải chỉ có đất đai. Truyền thống cách mạng oanh liệt kiên cường cũng là một nguồn lực tinh thần vô cùng lớn. Cái sự hỗ trợ về cơ chế chính sách của Trung ương, rồi cái sự tác động từ cái hiệu quả của cái liên kết vùng, cũng như là cái hiệu ứng lan tỏa từ cái sự phát triển kinh tế xã hội nhanh của các cái địa phương trong vùng cũng như trong cả nước, cùng với những chủ trương đường lối chính sách mới của Đảng của nhà nước, nó cũng tạo ra cái động lực để cho thành phố phát triển nhanh và bền vững hơn trong cái thời kỳ mới. Còn đây là hình ảnh ghi lại năm 2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tại trụ sở Trung ương Đảng. Buổi làm việc nhằm tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị khóa 9 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Lúc này, trước thực tế sai phạm của hàng loạt cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đà Nẵng hết sức chăm lo công tác xây dựng Đảng, xốc lại đội ngũ, đưa thành phố phát triển mạnh hơn nữa. Nhìn lại thì thấy Đà Nẵng phát triển nhanh, mạnh, đúng hướng. Với một cái vị thế địa chính trị, địa kinh tế như thế, điều kiện tự nhiên như thế, chúng ta phải tiếp tục phát huy cái truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của quê hương Đà Nẵng, xốc lại đội ngũ, chấn chỉnh đội hình,
phát triển mạnh lên, vững vàng phát triển đi lên nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa, chắc chắn hơn nữa, chất lượng cao hơn nữa, không được sơ hở, không được để tụt dọ học xuống dốc. Những định hướng quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đặt nền móng để Đà Nẵng xây dựng những quyết sách đúng đắn và kịp thời tại Nghị quyết 43. Từ đây thổi một luồng sinh khí mới, mở ra nhiều cơ hội, tiềm năng lớn để thành phố bên sông Hàn bước vào một giai đoạn phát triển mới. Tâm phát trí tuệ và cái đạo đức cần kiềm liêm chính của đồng chí Nguyễn Phú Trọng như là một cái điểm tựa, một nguồn lực để cho đội ngũ cán bộ của Đảng tiếp tục cái con đường mà Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo thế hệ trước, mà một trong những người đó là đồng chí Nguyễn Phú Trọng, tỏa ra một cái nguồn năng lượng mới, không những là điểm tử mà tỏa ra cái nguồn năng lượng mới từ niềm tin của đội ngũ cán bộ đảng viên đối với người đứng đầu. Chính tấm gương của Bác cần kiệm liêm chính trí công vô tư là một tấm gương sáng ngời và củng cố cái uy tín của Đảng, nhìn vào Bác để thấy rằng bản chất của người cộng sản như thế nào và một lãnh đạo gương mẫu như thế nào, để từ đó là mỗi cán bộ đảng viên phải tự rèn về cái tâm, về cái trí và cái sức lan tỏa nêu gương của mình. Bác là người là một gương rất là sáng trong tôi, sáng trong rất nhiều người dân cũng như đảng viên, bởi vì Bác là một người lãnh đạo cao nhất của Đảng trong suốt thời gian mấy nhiệm kỳ vừa qua, nhưng mà Bác luôn sáng ngời sáng với lại cái sự thông minh, cái sự trí tuệ, người sáng với lại cái sự chiến đấu dũng cảm trong đấu tranh, rồi người sáng trong tất cả mọi lĩnh vực, như là một người có thể nói là bản lĩnh đầy mình, trí tuệ đầy mình. Sự quan tâm, yêu mến, những phê bình, góp ý thẳng thắn, những định hướng lớn và quan trọng. Cả những khoảnh khắc bình dị của đồng chí Nguyễn Phú Trọng với cán bộ và nhân dân Đà Nẵng. Tất cả sẽ còn sống mãi trong lòng người Đà Nẵng, ngay cả khi trái tim của nhà lãnh đạo lỗi lạc, người cộng sản kiên trung ấy đã ngừng đập. Nghe tin Bác Nguyễn Phú Trọng mất đó là một cái tình cảm hết sức là sâu nặng. Đối với gia đình của Bác, mà không chỉ những lời gia đình của Bác Trọng, mà toàn đảng, toàn dân và toàn quân cũng đều vô cùng thương tiếc, một sự đau thương rất là lớn lao với đất nước. Mình muốn không tin đó, cái tin đó không phải là sự thật. Vì đấy mà cái niềm mất mát quá lớn, như mất mát cái người thân trong gia đình ruột thịt mình ra đi. Đó là cảm xúc đối bản thân tôi. Và đấy cũng cái mất mát lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước. Bác ra đi đối với bản thân tôi và nói chung là rất chi là xúc động, rất chi là hụt hẳn, rất là buồn. Bác mất đi, Đảng mất một người lãnh tụ, nhân dân mất một chỗ dựa. Ngày 19 tháng 7 năm 2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần trong sự đau buồn và niềm tiếc thương vô hạn của cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước, của bạn bè quốc tế. Nhưng những di sản mà đồng chí để lại là vô giá. Năm 57 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Trong mọi hoàn cảnh, luôn tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ của người cộng sản kiên cường, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội,
giữ gìn, nêu cao và lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tính tiên phong, gương mẫu, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, sâu sát cơ sở, gần gũi với đồng bào, đồng chí. Trong những năm gần đây, dù phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng kinh tế nước ta vẫn là điểm sáng trong bức tranh không mấy sáng sủa của nền kinh tế toàn cầu. Uy tín, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đó là thành tựu nối tiếp của công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Gắn liền với niềm tự hào ấy là tên tuổi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người mà nhân dân ta gọi là nhà lãnh đạo có tâm, có tầm của Đảng, luôn hết lòng vì nước, vì dân. Đồng chí không những là nhà nghiên cứu lý luận sắc sảo mà còn là người hành động quyết liệt, nhân văn, hiệu quả, bảo vệ danh dự, uy tín và sự trong sạch, vững mạnh của Đảng, là người góp phần quan trọng trong việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để phát triển đất nước. Ông đã có những đóng góp xuất sắc về mặt lý luận, nhất là lý luận phát triển một cái đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Trên tất cả các phương diện, đương nhiên cái thành quả đó được phản ánh trong cái lý luận của Đảng ta được trình bày tại cái đại hội 13 của Đảng và được đồng chí Tổng Bí thư khái quát thể hiện trong cái tác phẩm nổi tiếng của ông, đó là lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi đến chủ nghĩa xã hội của chúng ta. Có thể nói đó là cái tầm nhìn chiến lược về sự phát triển đất nước. Một trong những thành công để lại dấu ấn sâu đậm trong ba nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc gần đây là kết quả đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực mà đồng chí Tổng Bí thư là người nhóm lửa, truyền lửa và giữ lửa cho cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, không ai có thể đứng ngoài. Cuộc chiến với thứ giặc nội xâm này, Đảng đã tiến hành từ lâu và được chỉ ra là một trong bốn nguy cơ đối với chế độ ta, nhưng chưa bao giờ làm quyết liệt như hiện nay. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Là trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực với quyết tâm chính trị rất cao, đồng chí Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá, gắn liền giữa phòng chống tham nhũng tiêu cực với xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đà Nẵng là địa phương thứ hai trong cả nước đã thành lập ban chỉ đạo thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Qua 2 năm hoạt động, ban chỉ đạo đã đạt được nhiều kết quả và hoạt động ngày càng tiến bộ nền nếp. Đồng chí Tổng Bí thư thường xuyên chỉ đạo hoạt động của ban chỉ đạo cấp tỉnh, nhất là sơ kết một năm hoạt động của ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trên cơ sở tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư, ban thường vụ thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân. Nhờ vậy, ý thức về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn thành phố ngày càng được nâng lên. Mến phục, kính yêu bác, bởi vì cái chống tham nhũng vừa rồi là bác là người trưởng ban lãnh đạo chỉ đạo cái cuộc tham nhũng này, bác đem lại một cái thắng lợi vô cùng lớn là việc bắt nhiều con phạm tội tham nhũng, thu nhiều tiền của cái người tham nhũng. Qua cái sự việc của người làm thì chúng tôi là cựu chiến binh rất tin tưởng và sự phấn đấu rèn luyện của đất nước cũng như của dân tộc, cho nên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đến bây giờ, nhiều phát biểu của Tổng Bí thư được cán bộ, đảng viên và nhân dân Đà Nẵng truyền cho nhau như một thông điệp của niềm tin vào Đảng, vào chế độ. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, để khỏi hổ thẹn về những việc làm ti tiện, đớn hèn, bị mọi người khinh bỉ. Để đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể tự hào rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc, vì sự vẻ vang của giống nòi và vì hạnh phúc của nhân dân.
tôi cũng tin rằng với tấm gương của bác, với trí tuệ của bác, thì đảng và nhà nước ta sẽ tiếp tục con đường của Bác Hồ, của Bác Trọng và đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Nhưng mà trước sự ra đây của bác cũng phải nói là một cái mất mát vô cùng to lớn của đảng và nhà nước ta. Bác cũng dành lại những cái lời dành đối với đồng chí mình, đồng đội mình cũng như mọi cán bộ đảng viên cần nhớ. Rất đơn giản, rất dễ hiểu và rất dễ nhớ. Con người mình quý trọng nhất là danh dự. Bác chỉ nói ngắn gọn thế thôi. Để mỗi người dân, mỗi đảng viên, mỗi cán bộ để tự soi mình, tự sửa mình. Tôi nghĩ đó là cái di sản lớn nhất mà chúng ta đều cánh cạnh bên lòng để làm sao mà thực hiện cái chí nguyện của bác. Mong muốn làm sao đấy để mặc dù bác đã ra đi, nhưng tất cả những cái điều tốt đẹp mà bác đã mang lại cho dân tộc Việt Nam, đã mang lại cho Đảng Cộng sản Việt Nam của chúng ta là tiếp tục nó ngời sáng, tiếp tục nó mang lại những cái hiệu quả cao nhất. Tin tưởng rằng sự nghiệp cách mạng này bác để lại thì cái thế hệ sau sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà bác đã căn dặn trong lúc bác ra đi. Tuổi trẻ hôm nay mãi khắc ghi và nguyện đoàn kết một lòng thực hiện lời căn dặn của bác Nguyễn Phú Trọng. Với nhiệt huyết tràn đầy, với nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ, tuổi trẻ phải ra sức học tập, lao động và rèn luyện để ngày càng tiến bộ, có tâm trong trí sáng, hoài bão lớn. Một trái tim lớn của dân tộc đã ngừng đập, nhưng những di sản mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại sẽ mãi mãi là nguồn cảm hứng, là động lực để chúng ta tiếp tục phấn đấu xây dựng một Việt Nam ngày càng phát triển, giàu mạnh và hạnh phúc. Trong thời khắc đau buồn của đất nước, nén đau thương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng quyết tâm vươn tới để kiến thiết xây dựng đất nước và thành phố, tiếp nối thành quả và những di sản đầy tự hào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.